thời đại Edo thì không được đi nước ngoài. Soste gakoku no fune wa nihon ni haitte wa ikemasen. Hơn nữa, tàu của nước ngoài không được nhập vào Nhật Bản. Nagasaki dake haitte mo yokatta desu. Chỉ Nagasaki mới được nhập. Mata Kirishito kyo o shinji de wa ikemasen deshita. Không được theo đạo Thiên Chúa. Minna otera ni namae o toroku shinakereba narimasen deshita. Mọi người phải ký tên vào chùa. Sore kara kyo gyu niku to buta niku o tabete wa ikemasen deshita. Sau đó không được ăn thịt lợn hoặc là thịt bò. Truy cập ngay website dungmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.